Trong cái vườn Phật A Di Đà, cho nên thầy muốn gợi một số ý về cái hành trạng của Đức Phật A Di Đà và cái pháp môn tu để mà vãng sanh cực lạc. Thì tất cả các Phật tử chúng ta đều biết, tức là khi thành Phật rồi á, thì đều có ba thân, gọi là pháp giới thân, viên mãn báo thân và ứng hóa sanh thân. Còn khi mà chúng ta chưa thành Phật á, chúng ta còn là một chúng sanh á, thì chúng ta cũng có ba thân. Thành ra cái thân thứ nhất á, cái thân mà pháp giới của chư Phật á, thì chúng ta cũng có cái thân đó đồng với chư Phật, nhưng mà vì không phát huy được cho nên cái này người ta gọi là Như Lai Tại Triền, tức là mình là Phật nhưng mà bị phiền não nghiệp chướng nó bao vây, cho nên mình không được tự do. Không được tự do này đó là vì giữa mình với chúng sanh, giữa mình với sự vật, nó có một cái ngăn cách. Thì cái ngăn cách này người ta gọi là ngăn che. Thì cái thứ nhất người ta gọi là ngũ ấm ngăn che. Ngũ ấm này đó là chúng ta kẹt vào năm thứ: sắc, thọ, tưởng, hình và thức. Về sắc chất là chúng ta có một cái thân này, tại vì có cái thân này đó thì nó lại khu biệt giữa mình với người khác, giữa mình với các loài, cho nên nó bị hạn chế trong cái phạm vi này, chúng ta không bung ra được. Thì Đức Phật chúng ta nó có sẵn, gọi là Phật tánh thì có, nhưng Phật tánh này nó bị nhốt lại. Bây giờ đó là muốn mà phát huy cái Phật tánh ra để thành Phật giống như Đức Phật thì sao? Đây là chúng ta phải nương theo pháp của Đức Phật mà chúng ta tu. Chúng ta tu để tháo gỡ tất cả những cái gì mà ràng buộc chúng ta. Thành ra Đức Phật dạy chúng ta đó, cái ràng buộc chúng ta đây, cái chính của nó thì thường thường ta gọi là thập triền và thập sử ràng buộc chúng ta. Tức là tham, giận và ngu si, kiêu mạn, rồi tất cả các cái việc mà do cái tâm tưởng điên đảo chúng ta sanh ra. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta trong Kinh Pháp Hoa nữa, bởi vì do vô minh vặn vọng kiến ngăn che nên sanh ra các tánh ham muốn khác nhau và tạo tội sai biệt. Do đó mà mỗi một người có một hoàn cảnh, mỗi một người có một cái suy nghĩ, và mỗi người có một cách sống. Thì cái này đã gọi là 10 cái triền cái, tức là thập triền thập sử buộc ta. Bây giờ khi mà tu là Đức Phật dạy mình tháo cái này bỏ đi,
Nhưng mà tháo bỏ được 10 cái triền cái này thì chúng ta sẽ đắc được cái quả thứ nhất, ta gọi là quả A-la-hán, tức là thánh quả. Cho nên các cái vị thánh tăng ở trong thời Đức Phật, vì nương theo Phật tu mà các ngài dẹp bỏ được 10 cái triền cái này, do đó mà các ngài đắc được thánh quả A-la-hán. Tức là không bị cái này ngăn che và không bị cái này nữa làm phiền mình nữa ở trên cuộc đời này nữa. Nhưng mà mình không bị vật chất làm phiền, mình không bị xã hội làm phiền, tức là mình thoát được. Thì ở trên bước đường tu cái này thì sao? Chúng ta tập, chúng ta thoát ly lần. Thế nên cái gì mà bỏ được, chúng ta bỏ, để chúng ta bớt lệ thuộc. Mà Đức Phật nó hay, người lệ thuộc nhiều chừng nào thì khổ nhiều, mà lệ thuộc ít thì ít khổ, mà không lệ thuộc thì không khổ. Lệ thuộc này là gì? Tức là lệ thuộc xã hội. Cái mối quan hệ giữa ta và xã hội này. Mà cái quan hệ này tạo cho chúng ta cái mình gọi là khó xử. Cái hoàn cảnh khó xử. Cho nên nó càng khó xử bao nhiêu thì chúng ta lại càng khổ bấy nhiêu. Cho nên cái chỗ này cái gì cắt được chúng ta cắt bớt. Thầy nói sơ một chút thôi. Sắp tới cái ngày Tết này nữa, thì mình nghĩ là mình phải mua sắm quà cho ai đây, rồi người ta tặng lại quà cho mình. Cho nên riêng về cái mà thầy nói là nhận quà và tặng quà đó, là cái này cũng làm cho người ta khổ sở nhiều. Nhận được nhiều quà tặng thì mình thấy càng vui, phải không? Nhưng mà tặng rồi đó, mình chẳng lẽ không tặng lại. Cho nên xử sự trong cái việc quan hệ giữa mình với xã hội khó lắm. Cho nên cái này rất là phức tạp, rất khổ. Thì như vậy đó, cái quan hệ chúng ta càng ít thì chúng ta càng thấy nhẹ. Nếu mình có chừng 5-10 người thân thì mình nghĩ là mình chỉ tặng quà cho 5-10 người đó thôi. Thành ra riêng về ngày Tết thì thầy chỉ nghĩ tới Hòa Thượng Trí Tịnh là ân sư, tức là thầy. Thì tới Tết là thầy phải tới, thầy sắm món quà lên thầy tặng cho Hòa Thượng. Rồi bây giờ mà Hòa Thượng tịch rồi đó, thì tới cái ngày Tết thầy cũng phải sắm món quà lên thầy dâng trước tháp Hòa Thượng để thầy lễ tháp. Cái quan hệ giữa mình với cuộc đời là nói vậy. Mà nếu quý vị quan hệ 10 người nữa thì mình đều có cái giao tế cho 10 người. 100 người thì lại có một cái đông hơn. Đây là cái mối quan hệ giữa mình với xã hội mà nó làm cho mình khó xử. Mà nếu hay mình cắt được bớt cái lần chừng nào nữa thì mình nhẹ chừng đó, tới mức mình không còn cái mối quan hệ nào nữa, thì cái trường hợp đó mình khỏi bận tâm. Khỏi bận tâm tới cái vấn đề mà nhận quà và tặng quà. Cái thứ hai đó là quan hệ với thiên nhiên, tức là cuộc sống. Thế nên cuộc sống này Đức Phật nó mình lệ thuộc cái gì? Tức là ăn, mặc, ở. Rồi chim cái nữa đó là lạnh, nóng, phải không? Mình quan hệ, mình bị lệ thuộc cái này. Nhưng mà cái người ta thoát ly được cái này đó thì người ta thấy người ta nhẹ đi. Thì các vị A-la-hán họ cũng giống như ta, nhưng mà họ không lệ thuộc cái này. Tại vì có ăn thì ăn, mà không có ăn thì thôi. Họ cũng bận tâm. Nên ông Thánh thì không ăn nữa. Nên trên cái bước đường tu của Thầy đó, Thầy cũng tập theo cái này đó. Thì cứ tới giờ ăn thì Phật tử cho ăn cái gì thì ăn. Mà không thấy thức ăn thì thôi cũng không ăn, phải không? Thì nó tập đó, ăn cũng được mà không ăn cũng được. Mà ăn cái gì cũng được, không lệ thuộc cái này. Còn cái người mà lệ thuộc nhiều đó là ăn cái này chứ không ăn cái kia. Tức là suốt ngày hay suốt đời mình chỉ lo đi kiếm ăn thôi. Thành ra mình khổ.
Nhưng mà mình không lệ thuộc, tức là có thì ăn, mà không có thì thôi, nhịn cũng không sao. Thì mình đỡ, đỡ đi một cái lệ thuộc nhẹ cho mình. Cái thứ hai là khi mà mình tu thì uống, ăn uống hai cái này. Tại nên uống nhiều khi thầy tập nhịn khát một ngày thầy không uống nước nữa. Nhưng mà thấy nó cũng bình thường. Nhưng bây giờ đó thì nó có một việc đó, là tại vì thầy tu thầy ít uống nước quá, thầy tập ít uống nước, thế nên bác sĩ nó biểu là thầy phải uống nước, bắt thầy phải một ngày uống cho được 2 lít nước để cho nó lọc máu đi, nó thấy. Thì cái chỗ này đó là thầy cũng có cái suy nghĩ, tại sao mình phải lọc máu? Cái này mình mới biết được, cái này là cái nghiệp của mình. Tại sao Đức Phật không cần lọc máu? Ngài uống không được, các vị thánh không uống. Cho nên lúc bây giờ mình mới biết ra được, khám phá ra được cái điều đó, là do cái sinh hoạt mình hàng ngày. Tại mình ăn quá nhiều mà trong đó nó có nhiều chất độc. Mình ăn có nhiều cái chất độc cho nên nó cần phải uống nước để thải ra, để thải chất độc ra. Tại nó thải ra đường tiểu, nó thải ra đường mồ hôi của mình chứ, phải thải ra, phải lọc, phải thải. Đây là cái trường hợp của mình. Cho nên lúc bây giờ đó mình biết rồi đó, mình ăn ít nhưng mà mình hạn chế cái ăn chất độc. Tại con người mình nó hoạt động, nó không cần nhiều, nhưng mà tại vì mình ăn quá nhiều. Tại nên mình gặp cái thức ăn ngon ấy, mình ăn quá nhiều nữa. Cho nên người Nhật á, là cái trường hợp khi mà gặp thức ăn ngon thì nó ăn quá nhiều. Ăn quá nhiều rồi nó thì cái trường hợp đó nó phải móc ra một gói thuốc nó uống. Uống gói thuốc này nữa để cho nó tiêu cái thức ăn. Mà uống thức uống vô rồi nó tiêu hết thức ăn, nó thấy đói đó, thì nó phải đi kiếm nó ăn nữa. Đây là cái điều mà quan trọng tôi thấy. Cho nên Đức Phật với mình hạn chế vấn đề ăn uống. Thành hạn chế được vấn đề ăn uống đó, thì cái trường hợp này đó mình đỡ phải cái mà bài tiết, khỏi phải lọc. Đây là trên cái bước đường tu, cho nên tự điều chỉnh cái cơ thể mình để mình không lệ thuộc cái này, không lệ thuộc nhiều đó. Thì không lệ thuộc về cái mặt vật chất, rồi không lệ thuộc về cái mặt tinh thần. Thì cái này để mình được giải thoát, mình được làm thánh, mình được làm A-la-hán, cái quả tu. Nhưng mà khi tu chứng được tới cái này rồi đó, là mình mới được có một phần thôi. Mình còn phải tạo công đức. Mình còn phải tạo công đức. Mà tạo công đức thì người ta gọi hành Bồ Tát Đạo. Cho nên tu phải tạo nên công đức, hành Bồ Tát Đạo mới sanh ra công đức. Còn tu mà đắc quả là hán á, là cái này là chỉ có cái phần tự độ. Tức là tự lo cho mình thôi. Cho nên mình chưa có sanh ra công đức. Đắc thánh quả nhưng mà không sanh công đức. Rồi lúc bây giờ đắc thánh quả xong rồi đó, thì phát Bồ Đề Tâm, hành Bồ Tát Đạo á, để sanh ra công đức. Rồi có công đức rồi đó, thì bây giờ mới sử dụng cái công đức đó đó mà giáo hóa chúng sanh. Đây là cái quá trình của chư Phật đã làm. Thì Đức Phật A Di Đà nữa, ngài cũng phải trải qua cái này. Rồi lúc bây giờ nữa, những người mà đồng hạnh đồng nguyện với ngài đó, thì ngài mời về thế giới của ngài. Còn những người mà nghịch hạnh đó, thì những người đó phải đi. Cho nên ở trong đạo tràng mình khi mà tu, thầy có cái phát nguyện là ai mà có duyên với thầy, đồng hạnh đồng nguyện với thầy thì Phật khiến cho họ về đây, họ cùng với thầy mà tu. Còn ai mà khác thì thôi nhờ mấy hộ pháp Long Thiên đưa đi dùm. Chứ còn ở đây mà nó không hòa, nó chống, nó nghĩ khác thì nó làm cho mọi người tu không được. Cho nên cũng có một số người tới đây rồi thấy không thích hợp với mình thì cái này yên lặng ra đi. Rồi những người nào nữa mà thấy thích hợp thì họ trở về đây
họ tu hành. Thì Đức Phật A Di Đà khi Ngài tu, Ngài cũng vậy. Tức là những người mà đồng hành, đồng nguyện với Ngài đó, thì Ngài rước về bển. Còn đương nhiên là những người khác hơn á, thì cái trường hợp này không rước. Tại vì cái thế giới đó là cái thế giới thanh tịnh, cho nên á, đòi hỏi những người á, mà có một cái tâm thanh tịnh, cái nghiệp thanh tịnh á, thì mới tới được. Chứ còn tâm chúng ta loạn, nghiệp chúng ta nặng, tức là chúng ta có đòi hỏi, chúng ta có yêu cầu nhiều á, thì cái trường hợp này không về cực lạc. Một số người tu á, mà hiểu lầm về cái pháp môn niệm Phật, rồi nó cứ nghĩ rằng niệm 10 tiếng thôi thì được Phật rước, phải không? Nhưng mà có người đó niệm ngày này sang ngày kia, lúc nào cũng lần chuỗi, nhưng mà hồi chết Phật không rước. Thầy nói cái này các vị tu nhưng mà không hiểu cái lời của Đức Phật, cho nên mình áp dụng không đúng, do đó mà cái kết quả đôi khi trái ngược trở lại. Thì các Phật tử này, nên đến Đức Phật có dạy mình cái pháp môn gọi là niệm Phật, chứ đâu có dạy mình kêu tên Phật, phải không? Tức là niệm Phật chứ không phải kêu tên Phật. Cái chỗ này để quý vị nên hiểu cái chỗ này mà khi mình ta áp dụng. Thành ra tối ngày chúng ta kêu Phật á, thì cái này là không phải niệm Phật. Cái pháp môn của nó tu hành, niệm Phật, cái chữ niệm này nữa, có nghĩa là ở trong tâm chúng ta nó luôn giữ cái hình ảnh của Đức Phật. Cái việc đầu tiên á, là đưa Đức Phật vào trong lòng chúng ta nữa. Mà lúc nào ở trong lòng chúng ta cũng nghĩ tới Phật, ta không nghĩ gì khác. Cái khi mà áp dụng cái pháp này tu hành á, thì Thầy thấy nó có cái hiệu quả. Nó có cái hiệu quả rất lớn. Áp dụng đúng á, nó có. Thành ra ban đầu á, là Thầy để một cái hình ảnh Phật đằng trước mặt. Cái hình ảnh rất là trang nghiêm. Thành ra nhìn cái hình ảnh này đó, mình cảm được cái hình ảnh này đó, cho nên đó, lần lần mình đem cái hình ảnh này để vô trong lòng mình. Lúc nào cái hình ảnh này cũng có ở trong lòng mình đó, để chi vậy? Nó xóa đi tất cả những hình ảnh khác. Thành ra tất cả các Phật tử mình đó, tại nhiều người tu sai. Người tu sai. Cho nên đó, miệng thì chúng ta kêu tên Phật đó, nhưng mà lòng chúng ta đó, là nghĩ cái chuyện khác rồi. Cho nên chúng ta đem những cái chuyện xấu, cái chuyện ác, cái chuyện mà không vui đó, đưa vào lòng. Cho nên lâu ngày nữa thì cái này nó tích lũy, nó thành nghiệp. Cho nên mình đi chùa nhưng mà mình không học được cái gì của Phật hết, mà mình học những cái chuyện sái quấy của cuộc đời. Cho nên khi mà Thầy giảng kinh thì không nghe được, nhưng mà ai nói một cái gì đó mà không tốt đó, cái này liền nghe và nhớ. Thành cái này là nhớ nghĩ không quên. Có những người nói một câu rất thương, đáng thương, gọi là gì? Chết là mang theo. Ta giận quá rồi, nói ra không được, giữ trong lòng mình để chết rồi mang theo. Thành lúc nào ở trong lòng mình cũng cứ giữ cái điều ác, điều xấu. Giận ai, ghét ai, cái gì đó là cái này lưu lại. Nguy hiểm vô cùng. Cái này là đọa đó. Tại vì khi mà mình vô trong chùa, mình cùng tu, mà mình gặp một cái người họ nói một cái gì đó mà mình không bằng lòng, họ làm cái gì đó mà trái ý mình, là mình nhớ mãi không quên. Còn Phật của mình quên mất. Cái kinh nghiệm Thầy ấy, khi mà Thầy mới tu, Thầy có cái trạng thái. Tại vì cái khi mà trong lòng mình ấy, là cứ nhớ nghĩ Đức Phật không quên ấy, thì sao? Tất cả mọi việc ở chung quanh ấy, mình không nghe và không thấy. Tức là ai muốn làm gì thì làm, ai muốn nói gì nói, cái này không chung vô lỗ tai mình được, không chung vô mắt mình được, đương nhiên là không chung vô tâm mình được, là vì trong tâm mình có Đức Phật rồi. Tại trong tâm mình có Đức Phật cho nên tất cả những cái này nó không vô được. Cái chỗ này đó Thầy nói là nghe mà không nghe. Nghe mà không nghe nó có nghĩa là mình đi vào trong chợ, mình nghe tiếng ồn, mình nghe đủ thứ hết,
Nhưng mà tại vì trong tâm mình nghĩ tới Phật và mình nhớ tới Phật đó, hỏi có nghe gì không? Nó không có. Nó có nghe, hỏi nghe cái gì? Nó không biết. Đây, các Phật tử tập cái gì? Tại mình chỉ nghĩ tới Phật đó, mà mình quên hết tất cả những cái chung quanh mình đó, thì lỗ tai mình vẫn nghe. Người tu Pháp Hoa thì bảo là công đức của kinh nó làm cho mình đó, mình nghe hết, chứ không phải không nghe. Nghe rõ hơn nữa. Nhưng mà cái này không tác động của mình. Thành ra mình muốn nghe nữa thì nó biến thành thiên nhĩ thông, mình nghe xa, nghe thật xa. Nhưng bây giờ mình không muốn nghe thì nó không vô. Đó là ở trên cái bước đường tu đó. Thì nếu mà cái người mà tập được như vậy đó, luôn luôn lúc nào cũng giữ Đức Phật ở trong lòng mình đó. Chứ đừng có bỏ quên đi đó. Hãy mà Phật cái mà vắng ở trong lòng mình đó, thì lúc bây giờ phiền não và nghiệp nổi dậy. Đó là cái căn bản nhất của cái người mà tu tịnh độ. Thanh ra tịnh độ tức là cái tâm phải thanh tịnh. Cái tâm mình thanh tịnh thì Đức Phật nó ở đâu cũng là tịnh độ hết. Mình ở ngay thế giới Ta Bà này cũng tịnh độ. Cho nên mình ở tại chùa Huy Nghiêm này đó, mình cũng thấy là tịnh độ. Đó là ở trên cái bước đường tu của mình đó, phải nhận ra. Cho nên đòi hỏi cái tâm mình thanh tịnh. Thì biểu là tâm trí lắng yên như vào thiền định. Cho nên tâm mình nó hoàn toàn yên. Mà cuộc đời này không tác động được ra cho mình. Cái người tập này, ta là chỉ thấy Phật và chỉ biết Phật thôi. Đây là cái giai đoạn một của mình tu nữa. Mà nếu hay đạt được tới cái chỗ này nữa, thì tuy là mình chưa đắc quả A-la-hán, nhưng mà ngang tầm với quả A-la-hán này. Cái pháp môn tu thù thắng này. Nó thù thắng là gì? Cái lúc mà tâm mình đứng yên, mà tâm mình nghĩ tới Phật á, thì mình không tập những cái mà ở bên Nguyên Thủy tập. Nhưng mà cái mục tiêu của người ta đó là cũng đạt tới cái chỗ tâm lắng yên này. Không bị xã hội chi phối, không bị thiên nhiên chi phối. Quên hết vậy. Thì như vậy nó ngang tầm cái chỗ mà cái quả vị A-la-hán bên kia. Mặc dù mình chưa đắc quả. Nên nó tu theo Kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là chưa độ được mình, tức là chưa đắc quả A-la-hán, mà có thể độ được người. Có thể độ được người khác. Ấn Độ Thầy nhớ là 50 năm về trước. Thì cái lúc mà Thầy đang thực tập cái Pháp này, thì đương nhiên Thầy đâu phải là đắc thánh quả đâu. Nhưng mà từ ở bên chùa Ấn Quang, Thầy sang chùa Xá Lợi để Thầy giảng kinh. Tại nên trước khi giảng kinh là tại trong lòng Thầy chỉ nghĩ tới Phật thôi. Trong lòng Thầy chỉ nghĩ tới Phật và Thầy nghĩ tới cái pháp môn hành trì của mình thôi, Thầy không nghĩ cái gì khác hết. Cho nên lúc đó là tâm của mình lắng yên. Tâm mình lắng yên, Phật hiện vào trong lòng mình. Cho nên Phật hiện vào trong cái tướng của mình. Tại vì Đức Phật nói là tướng tùy tâm sanh. Hãy tâm thanh tịnh thì hiện ra tướng giải thoát. Còn tâm buồn phiền thì hiện ra cái tướng đau khổ. Cho nên các vị nhìn kỹ một người đau khổ, mình nhìn thấy cái mặt họ đau khổ. Thấy cái mắt họ biết họ đau khổ. Đây là sự thật của cuộc đời chứ. Nhưng mà cái tâm họ an lạc á, thì mình nhìn mình thấy cái tướng giải thoát hiện ra. Cho nên trước khi ra Xá Lợi giảng kinh thì Thầy đi lên trên chánh điện để Thầy lễ Phật trước. Cho nên Thầy lên lễ Phật chánh điện, Thầy lên á, thì gặp một cái gia đình á, từ ở trong chùa họ đi ra. Thầy nói thấy Thầy á, cái họ lại xuống. Thầy mới đứng qua bên, Thầy nói đi vô trong này lại Phật. Thì cái ông này ông mới nói, ông nói con lại trong đó rồi, giờ con muốn lại Thầy thôi. Đây các vị thấy. Cái tâm mình á, mà nghĩ tới Phật á, nó kết thành ra cái quả mà người ta thấy mình, người ta nghĩ mình là Phật. Nhưng mà mình không giữ cái này được lâu. Cho nên khi gặp một cái việc gì đó, nó tác động vào nó, thì Đức Phật trong lòng mình biến mất đi, mà cái việc đó hiện ra. Đây là cái kinh nghiệm mà sống của Thầy và tu của Thầy đó, làm việc đó. Tại bây giờ nó ở không, mình không có nghĩ cái gì, không làm gì hết, thì nghĩ tới Phật thôi được. Nhưng mà bây giờ nó ở trên cuộc đời này nữa, mình còn cái nghiệp. Cho nên nữa, mình phải làm việc này, phải làm việc kia. Cho nên nữa, ta gọi là áp lực của công việc nữa.
tất cả các Phật tử nên nhớ. Tại áp lực của công việc cho nên buộc mình phải nghĩ tới công việc. Cho nên thí dụ như bây giờ đó, thầy làm tổng biên tập báo Giác Ngộ này, thầy đứng đầu cái cơ quan này, thì nó buộc thầy phải nghĩ tới cái cơ quan này, thầy tới phải nghĩ tới từng nhân viên của cơ quan, rồi thầy mới nghĩ tới cái vấn đề mà thu chi của cơ quan, thầy phải nghĩ tới vấn đề mà lời lỗ của cơ quan, thầy phải nghĩ tới cái cách nào đó mà nâng nó lên. Các vị thấy không? Cho nên mình muốn đứng yên mà nó không đứng yên được là tại vì công việc. Đây là ở trên cái bước đường tu. Cho nên Hòa Thượng Thích Tịnh khi mà còn sanh tiền nữa, Hòa Thượng ít đi đâu lắm. Tức là suốt ngày Hòa Thượng ở trong thiền thất thôi. Thì Hòa Thượng nói với thầy đó, là đi ra khỏi cái thất này đó thì nó không yên. Tức là ra khỏi cái thất này không yên. Cho nên Hòa Thượng ở trong thiền thất và nhiếp tâm để niệm Phật. Đây là người tu tịnh độ. Đó là ở trên cái bước đường tu đó, các vị nhìn xem. Cho nên cứ mỗi lần gặp Hòa Thượng khuyên thầy nên bớt việc đi. Cứ mỗi lần gặp thì Hòa Thượng nói bớt việc đi. Bớt được một việc thì cái trường hợp đó, cái tâm được yên một chút. Mà cái tâm được yên một chút thì mình thấy mình gần Phật một chút. Cái này là tất cả các Phật tử khi mà tu hành nên nhớ cái điều đó. Thử áp dụng và thấy cái này. Từ khi mà mình một lòng nghĩ tưởng tới Phật không á, một lòng nghĩ tưởng tới Phật thì cái trường hợp này cái tâm mình nó mới yên được. Nó yên được rồi đó, lúc bây giờ cái bước thứ hai nữa mình nghĩ là gì? Đây là Đức Phật dạy mình. Cho nên không phải là Đức Phật biểu mình niệm Phật không. Cho nên bước thứ hai đó là Đức Phật biểu mình nghĩ tới Đức Phật, phải không? Cho nên nghĩ tới Đức Phật đó, mình nhìn cái hình tướng của Đức Phật, rồi mình phải nghĩ tới bước thứ hai nữa là nghĩ tới cái báo thân của Đức Phật, tức là cái phước báo của Đức Phật, cái công đức tu hành của Đức Phật đó. Phải nghĩ thế này, chứ không phải là kêu tên Phật không đâu. Tiêu kêu tên Phật là bước đầu, nhưng mà rồi đọc tên Phật để mà mình nghĩ tới Đức Phật. Cho nên đọc tên Phật, Đức Phật nó là có nghĩa là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vô lượng thọ tức là Đức Phật này sống lâu. Cho nên Đức Phật Thích Ca nó là Phật Di Đà thành Phật trước tôi là 10 kiếp. Không? Nhưng bây giờ tôi vào Niết Bàn nhưng mà Phật Thích Ca còn hiện hữu. Chứng tỏ là Đức Phật Di Đà sống lâu, cho nên nó gọi là vô lượng thọ, cái thọ mạng của Ngài không biết bao chừng. Đây là cái trường hợp Phật. Cho nên khi mình nghĩ tới cái đó thì Đức Phật mới nhắc mình thêm, muốn sống lâu thì phải làm sao? Cho nên cái người mà muốn sống lâu là cái trường hợp này là cấm sát sanh, tức là không làm tổn mạng của các loài khác, không làm tổn hại các loài khác, thì cái trường hợp này cái thọ mạng mình kéo dài. Cái người mà tổn hại người khác nhiều chừng nào đó thì cái người này chắc chắn là chết sớm, cái thọ mạng của ta này. Đây là Đức Phật Di Đà đó. Rồi cái vô lượng công đức của Đức Phật Di Đà đó. Cái vô lượng công đức của Đức Phật Di Đà đó, cái này quan trọng. Tại vì có vô lượng công đức đó, thì lúc bây giờ mới xây dựng được thế giới cực lạc. Còn nếu không có gì hết làm sao mà xây? Cho nên các vị muốn xây một cái chùa hay muốn xây một cái nhà hay muốn làm bất cứ cái gì đó thì cái đầu tiên là phải nghĩ gì? Tức là ngân sách lấy từ đâu ra, phải không? Tức là có ngân sách rồi nó mới lên cái kế hoạch mà mình xây dựng chứ. Cho nên Đức Phật xây dựng một cái thế giới cực lạc đó, thì cái này không phải dễ. Bây giờ đó, thầy chỉ nghĩ tới xây dựng cái học viện thôi, xây dựng một học viện thôi. Nhưng mà thầy phải chia ra cái giai đoạn một đó, là thầy phải có 200 tỷ trước rồi đã, phải không? Cho nên giai đoạn hai đó, thầy phải có 800 tỷ nữa, phải không? Là 1.000 tỷ mới làm chứ, phải không? Nhưng mà 1.000 tỷ này tìm đâu ra? Tức là do cái tích lũy của mình, do cái tu hành của mình, cái này quan trọng. Nếu mình không tu hành, tức là mình không làm ra tiền, phải không? Làm sao mà có tiền? Mình đi gạt người ta, mình đi cướp của người ta sao?
Cho nên phải tự mình làm ra. Đó. Cái quan trọng nhất là đó. Cho nên Đức Phật A Di Đà trước khi thành Phật đó, Ngài cũng phải trải qua giai đoạn này. Cho nên Ngài trải qua cái giai đoạn này đó, Ngài tích lũy cái công đức của Ngài. Mà tích lũy công đức cho đến cái kiếp chót của Ngài đó là gì? Ngài làm vua. Mà làm vua này người ta gọi là làm chuyển luân thánh vương. Đây là cái việc quan trọng nhất chúng ta thấy. Tức là làm chuyển luân thánh vương á, thì Đức Phật nói là phải đầy đủ hết công đức mới làm thánh vương được. Làm chuyển luân thánh vương á, là cái trường hợp đó phải có 32 tướng tốt, phải có 80 vẻ đẹp, phải có trí tuệ hơn người, phải không? Phải có nhiều người á, mà theo giúp mình á, là tốt, giỏi. Tức là không có người tốt, người giỏi thì theo mình á, thì mình không làm được gì hết. Nên đạo tràng mình tuy đông nhưng mà chưa làm được việc gì nữa. Là người của mình, cái người tốt chưa nhiều, người giỏi cũng hiếm. Cho nên mình muốn làm việc lớn mình phải ngừng lại, chưa được. Chứ mà nếu người trong đạo tràng mình tốt mà giỏi không á, thì cái này chắc chắn mình làm được nhiều. Nên rải ra người thì làm tổng bí thư, người làm chủ tịch nước, người làm thủ tướng, người làm bộ trưởng, mình rải ra hết tất cả cái này. Rồi để mình rải ra nữa tất cả những nhà đại gia kinh doanh ấy, giàu có nhiều. Đương nhiên làm được chứ. Cái này đạo tràng mình đông nhưng mà còn đa số còn nghèo. Cho nên còn phải tu nữa, cực khổ. Đó, phải nhìn thấy như vậy. Cho nên cái kiếp chót của Đức Phật A Di Đà để mà thành Phật đó, thì Ngài làm chuyển luân thánh vương, tức là đầy đủ phước đức hết. Cái người mà làm vua mà đầy đủ phước đức đó, nó khác với cái người làm vua mà tham vọng. Thành ra vua là nó có ba hạng. Ba hạng. Nên cái hạng thứ nhất đó là gì? Ta gọi là bá vương. Tức là cái ông vua này hay là cái chánh thể này mà cai trị nhân dân đó, bằng sắt thép, bằng quyền quy. Tức là đe dọa những người khác, bắt buộc những người khác phải theo và phải làm. Cái này là không bền, cái này coi chừng tổn phúc. Cho nên những ông vua mà như thế đó thì ta gọi là gì? Tức là những nhà độc tài, phải không? Tức là những nhà độc tài thì một đời không trọn. Mà những nhà độc tài thì thường phải giết người để đe dọa. Nên như Việt Nam mình hồi xưa mà ông Lê Long Đỉnh thì cái trường hợp này đó, ông cho đóng những cái củi. Để chi vậy? Thế ai mà chống lại ông đó thì ông nhốt vô trong củi, ông thả xuống dưới sông cho chết mình. Ta sợ chứ. Ông nuôi một cái chuồng hổ để rằng mà hãy ai mà chống lại ông đó thì ông xô xuống, cho người xô xuống dưới hầm cho cọp ăn. Ta nên chết dưới sông hoặc là chết cho cọp ăn. Thành sợ quá. Nhưng mà Lê Long Đỉnh làm vua được có 3 năm thôi, phải không? Ác quá. Đây là ở trên bước đường tu hành ấy. Đức Phật nói này thuộc về bá vương hay ác vương? Không thuộc. Trung Quốc thì nổi tiếng là hạng võ. Cái hạng vua thứ hai đó là cái hạng vua mà dùng pháp trị dân. Tức là có cái nguyên tắc, nguyên tắc sống mà cho tất cả mọi người đều chấp nhận được, đều tôn trọng và đi theo thôi. Nên người ta gọi là pháp trị. Tức là cái nguyên tắc sống mà ngày nay đó mình thường gọi đó là hiến pháp và pháp luật. Cho nên mình thường hay nói một câu là sống theo pháp luật của nhà nước chứ. Cho nên người nào mà tuân thủ pháp luật thì người đã thấy yên ổn. Mà người nào mà sống trái pháp luật thì cái người này chắc chắn là không yên rồi. Đây là trên bước đường tu hành ta. Cái này là pháp luật nó trừng trị, chứ không phải là cái ông độc tài trừng trị mình. Cho nên ai phạm tội này thì đều phải xử theo cái này. Thì cái này người ta gọi cái nước đó pháp trị, thì khả dĩ chấp nhận được. Nhưng mà thánh vương đó là dùng cái đức để mà trị dân. Đức trị dân, cho nên chỗ này ta gọi là bất trị mà dân tùng. Tại cái ông vua này đó là đầy đủ hết phước đức.
Cho nên phước ông lớn á, khi ông sanh ra tự nhiên thái bình thôi. Ông sanh ra tự nhiên đất nước an ổn. Thì cái trường hợp này đó, là cái phước ông lớn. Còn ông vua ông ác á, thì trường hợp sanh ra là cứ gặp thiên tai, gặp địch họa, gặp đủ thứ chuyện đấy. Cho nên nghèo khổ, trộm cướp xuất hiện. Đây là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên á, bây giờ một số các nước mà văn minh á, thầy thấy nó cũng rõ như vậy. Như nước Nhật, thầy ở bên đó lâu, thầy biết. Cái khi mà ông thủ tướng ông lên, mà ở trong nước nó lộn xộn đủ thứ chuyện hết, thì sao? Cái việc đầu tiên là ông từ chức. Tức là mình lên mà không yên, thì cái này mình nghĩ rằng không có phước. Mình không có phước, làm không được. Mọi người không theo mình, mọi người không hợp tác, mọi người chống mình, cho nên mình không làm được, thôi nghĩ đi. Có một lần mà thầy ở bên đó, thầy thấy một cái chiếc máy bay quân sự mà nó đụng nhầm chiếc dân sự đó, rớt xuống chết người nữa. Thì ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nhật là tuyên bố từ chức. Tuyên bố từ chức đó là tại vì tôi không có phước, cho nên mới vừa lên cái đó là gặp tai nạn rồi. Đây là ở trên cái bước đường tu đó. Thấy cái người mà có phước đó, thì ra họ làm cái gì đó nó cũng yên ổn, cái xấu nó cũng trở thành tốt. Họ ra đời tức là thái bình. Cho nên Đức Phật A Di Đà khi mà làm vua đó, làm ông vua như thế đó, tức là ở trong nước đó, nó tự nhiên giàu, mọi người an ổn, mọi người hiền lành. Cho nên không cần luật pháp, không cần hình phạt, nhưng mà mọi người đó tự nhiên là thấy mình nên làm người tốt thôi. Cho nên ai cũng muốn trở thành người tốt trong cái nước của Đức Phật A Di Đà. Cho nên khi Ngài làm vua đó, làm vua lãnh đạo, nhưng mà không có một cái ý là tranh chấp với ai hết. Nhưng mà mọi người theo Ngài. Thì các vị nghĩ đó, khi mà chưa làm Phật đó, mới làm vua thôi đó, mà cái thế giới Ngài đã như vậy rồi. Thì bây giờ Ngài thành Phật rồi thì đương nhiên nó phải khác hơn nhiều chứ. Cho nên từ một cái ông chuyển luân thánh dương mà biến ra thành cái ông Phật A Di Đà. Đương nhiên cái phước đức Ngài nó nhiều hơn. Cái phước đức Ngài nhiều hơn, Ngài quy tụ được nhân tài tốt hơn, cho nên cái việc làm của Ngài nó phải tốt hơn. Cho nên ta nhìn ta thấy cái hình trạng, cho nên khi mà thầy nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, thầy nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, thầy nghĩ tới cái hành trạng của Ngài đó, thầy nghĩ xa tới cái này. Cái nhân tu hành ấy, mà Đức Phật nói là phải giữ năm giới và 10 điều thiện, giữ năm giới và tu 10 điều thiện, cái này là căn bản. Cho nên tất cả các Phật tử tu tịnh độ mà không giữ năm giới và không tu thập thiện ấy, mà nghĩ mình về tịnh độ thì cái này thầy nghĩ khó. Cho nên phải nghĩ tới cái này trước. Tại Đức Phật A Di Đà trước đây Ngài cũng tu như vậy mà Ngài được, thì bây giờ đó mình cũng tu như vậy, mình chưa được mà mình đi theo con đường của Ngài đó, thì đương nhiên Ngài mới hộ niệm cho mình tu, rồi Ngài mới rước mình về chứ. Chứ chẳng lẽ những cái người mà không theo mình, những người chống phá mình rước họ về nhà mình không? Này không có. Đây cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên cái việc mà quan trọng chúng ta thấy. Thế nên cái thứ hai nữa mà thầy thấy trong thực tế nhất, thành ra tất cả các nước mà muốn nhập vô quốc tịch Mỹ như vậy, thấp nhất là phải thi, phải không? Thành ra thấp nhất phải thi. Nhưng mà những cái người đó mà học cao thì cái trường hợp này thầy nói là những nhà bác học, hay là những người mà những nhà nghiên cứu mà nổi tiếng, thì cái trường hợp nhập quốc tịch Mỹ nó cho vô dễ lắm, nó mời vô nữa. Đây chúng ta thấy nhé. Nên những người mà đậu giải Nobel thì cái trường hợp này là Mỹ xin vô quốc tịch Mỹ, Mỹ cho liền. Cái thứ hai là những người mà tỷ phú xin vô nước Mỹ nó cho liền. Tiêu biểu cho cái gì? Tức là phước đức và trí tuệ. Thì khi mà chúng ta tu về tịnh độ
Thì cái này Đức Phật nó phải đồng hạnh, đồng nguyện. Mặc dù chúng ta không có cái phước đức như Đức Phật A Di Đà, không có phước đức như vậy, nhưng mà cái hành trạng chúng ta nó cũng làm như vậy. Khi Đức Phật A Di Đà như chúng ta đó, thì Ngài tu thập thiện, thì bây giờ đó, ta cũng tu thập thiện thì đồng hành với Ngài chứ. Nên đồng hành với Ngài thì trường hợp đó là Ngài rước chúng ta đó, Ngài hộ niệm cho ta đó. Còn nếu mà ta không tu thập thiện thì thôi, khác với Phật rồi, Phật không cứu. Thứ hai là cái trường hợp đó mà ta không giữ giới, ta không tu năm cái điều mà răn cấm của Đức Phật, thì cái này là khác với Phật xa rồi, thì Phật không có thể nào mà tiếp độ chúng ta vãng sanh được. Cho nên Đức Phật cái khi mà Ngài đầy đủ phước đức rồi, trí tuệ như thế rồi đó, thì lúc bây giờ mới làm vua, gọi là chuyển luân thánh vương. Mà làm chuyển luân thánh vương á, thì lúc bây giờ mới gặp Phật ra đời, phải không? Gặp Phật ra đời nữa, thì Đức Phật này á, tên là Đức Phật gọi là Thế Tự Tại Vương. Đức Phật A Di Đà làm vua, tên là Vô Tránh Niệm Vương. Thì bây giờ có Đức Phật ra đời nữa, hiểu là Thế Tự Tại Vương. Hai ông này nó giống nhau. Ông này làm vua, nhưng mà lại trong lòng đó là không có cái ý nghĩ mình làm vua, không có ý nghĩ mình hơn người, và không có ý nghĩ mà tranh chấp với bất cứ ai trên cuộc đời này. Đó là hành trạng Đức Phật A-di-đà. Bây giờ nếu quý vị mà muốn về Phật á, thì mình đầu tiên phải tập. Trong lòng mình nghĩ mình không hơn ai, mình cũng không muốn hơn ai, phải không? Mà cũng không muốn tranh giành gì với ai hết. Còn các Phật tử mà đi chùa nữa thì sao? Từ cái mà hơn thua với nhau từng lời nói, hay giành với nhau từng cái chỗ đứng, chỗ ngồi nữa, thì cái trường hợp này thì thôi không phải rồi, phải không? Đức Phật không có chuyện này. Cho nên là chúng ta tu hành theo Đức Phật, mình có giữ hai chữ nhường và nhịn thôi. Mình nhường và mình nhịn người khác. Mà cái người tu hành mà biết nhường và biết nhịn thì thầy nghĩ ai cũng thương mình hết, ai cũng quý mình hết. Còn mình hơn thua phải trái, dù mình có đúng đi nữa, người ta cũng sợ mình. Đây là trên bước đường tu đó, chúng ta nghiệm rồi chúng ta thấy vậy. Cho nên vua Vô Tránh Niệm mới nhìn thấy Thế Tự Tại Vương. Thế Tự Tại Vương thì cái trường hợp thấy mình thua Đức Phật một bước, tức là làm vua nhưng mà thua Phật. Cho nên ngày nay người ta thường hay nói vua thua Phật, tức là của vua cũng thua của Phật. Ta nói của vua nó thì sao? Tức là do thu thuế mà ra, phải không? Bắt buộc những người đóng góp mà có. Nhưng mà Phật không có. Phật không có này. Nhưng tất cả mọi người đó thì tự nguyện tự đóng góp nha. Tự nguyện tự đóng góp thôi. Thành ra của Phật. Cho nên lúc bây giờ đó, ông Thế Tự Tại Vương là ông Phật này, ông sanh ra đời thì tất cả mọi người trong thế gian này đó, ai cũng đi theo ông hết. Thì bây giờ đó, cái ông vua Vô Tránh Niệm này đó, mình làm vua nhưng mà mình thấy người ta theo cái ông sư này hơn là theo mình, phải không? Ta nghe cái ông sư này hơn là nghe mình. Cho nên là thấy như vậy đó, ông mới bỏ ngôi vị tu đi. Ta đã muốn học với Đức Phật Thế Tự Tại Vương á, làm sao mà mình không nói, mình không bắt, mình không kêu gọi mà người ta đều theo, người ta làm theo ý mình. Đây đi theo học của nó. Cho nên ta học Phật là ta học cái này. Cho nên ta học với những cái người nào nữa mà không buộc người khác làm theo mình, nhưng mà người khác làm đó, cái này là học Phật. Nên Thế Tự Tại Vương là ông thầy của Đức Phật A Di Đà đó, là tu cái này. Thì ông thấy cái này hơn ông, cho nên ông bỏ ông đi tu. Cho nên ở trong bài sám nó có câu mà làm vua không chịu, phải không? Làm vua không chịu bỏ thành đi tu. Xét ra từ kiếp đã lâu, hiệu là Pháp Tạng Tỳ Kheo đó mà. Cho nên bây giờ đó, ông Vô Tánh Niệm này, ông vua này, ông bỏ ngôi ông đi tu đó. Ông tu thì sao? Cho nên khi mà đi tu cái này thì chúng ta nghĩ, đi tu tức là quyết lòng. Tức là quyết lòng tu. Quyết lòng tu đó, mà tu này cái khởi đầu đó, các vị muốn tu phải học chứ. Cho nên phải học tất cả kinh điển của
Đức Phật nói ra, ông học hết, ông đem vô lòng hết, thuộc hết, biết hết. Thế biết hết cái này, cho nên bây giờ đó, mọi người mới tôn xưng Ngài là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Bây giờ đó, Thế Tự Tại Vương không cần thuyết pháp nữa. Tức là mọi việc ở trên đời này ai không biết Đức Phật nói cái gì đó thì tới hỏi ông Pháp Tạng Tỳ Kheo này, tức là ông vô trách niệm, ông vua này đi tu đó, ông này biết hết rồi, khỏi cần. Cho nên Pháp Tạng tức là cái kho pháp, cái tạng pháp. Thành ra mình có một cái tàng kinh cát, tức là cái nhà để chứa kinh trong đó. Mà bây giờ nó trong cái con người của đó, trong con người của Đức Phật A Di Đà, đó là cái kho pháp trong này. Cho nên nhìn vô ổng đó thì thấy đó là pháp. Cho nên ở trong kinh Pháp Hoa mà Đức Phật nói đó, là cái trường hợp đó không cần xây pháp cúng dường, mà chính người ấy đã đến đạo tràng trong thân của họ có sẵn Đức Phật. Đây là nói Đức Phật A Di Đà. Tức là tất cả các pháp đều có trong trong lòng ông ta hết, có trong cuộc sống ông ta. Thành ra trong cái suy nghĩ, trong cái hành động, trong cái lời nói, tất cả những cái này là pháp của Phật hết. Cho nên nó biến thành ta gọi là Pháp Tạng Tỳ Kheo. Cho nên khi mà biết được hết những cái này rồi, không có gì ông biết rồi nữa, thì bây giờ đó, ông mới đem cái pháp này ra thực hành. Đem cái pháp mà mình học được ra thực hành, ứng dụng vào trong cuộc sống của mình. Cho nên ứng dụng cái pháp của chư Phật này đó là gì? Cái pháp mà của chư Phật sử dụng này đó gọi là hành Bồ Tát Đạo, tức là tu 6 pháp ba la mật, hay là tu 10 môn ba la mật của Kinh Quang Nghiêm. Đây là Đức Phật Di Đà làm. Phải tu cái này chứ. Tại vì chính tu 10 môn ba la mật này đó mới kết thành ra cái quyến thuộc Bồ Đề. Cái quyến thuộc Bồ Đề, nếu ai mà bằng lòng, ai mà tu theo cái này đó, thì cái trường hợp đó cùng tới với Ngài mà tu. Còn ai không phải cái này đi chỗ khác. Do tu 10 môn ba la mật này đó, thì nó kết thành ra cái Bồ Đề quyến thuộc. Mà khi có Bồ Đề quyến thuộc rồi đó, nó mới tạo thành ra thế giới cực lạc. Nên thế giới cực lạc có nghĩa là ở cái thế giới đó chỉ có người hiền, người tốt, người giỏi, này phải không? Cho nên người thông minh, người hiền lành, người mà siêng năng. Chứ còn những người lười biếng mà muốn sanh về đó để hưởng thụ thì chắc chắn nếu mà có nhiều người lười biếng ở thì quý vị thấy sao? Chắc nguy hiểm rồi. Cho nên chùa mình đây không có đông, nhưng mà vườn cây này kia tốt như vậy đó thì sao? Nó nhờ những người ở đây họ siêng năng. Cho nên nếu mà sáng quý vị tới đó nhìn thấy có những cái bà già lớn tuổi nhưng mà đi quét lá, đi nhổ cỏ, phải không? Đi tưới cây. Nó nhờ có những cái con người như vậy đó, con người có tâm lòng đối với đạo, với chùa như vậy đó, thì cái trường hợp này, cái cảnh này mới tốt chứ. Thì cái thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà cũng là như thế đó. Tức là những người làm, thích làm cho người khác hưởng, chứ không thích hưởng cái thành quả của người khác. Cho những người này tập hợp chỗ nào đó, thì chỗ đó ta nói sỏi đá cũng thành cơm nữa. Chỗ đó có thể là biến thành ra lầu cát. Nên ngày nay người ta thường hay nói con người văn minh tới chỗ nào thì cái xã hội đó trở thành văn minh. Thì cái Đức Phật A-di-đà cũng vậy. Tại vì Đức Phật A-di-đà tới cái phương Tây này đó, thế giới cực lạc này đó, Ngài định cư ở đó, thì bây giờ tất cả các vị Bồ Tát lớn thôi, nhất sanh bổ xứ, họ nghe nói Đức Phật A-di-đà đó tới chỗ nào đó thì họ liền kéo tới chỗ đó. Nên Đức Phật Thích Ca nói là thầy trò thường sanh chung một chỗ. Nên khi mà thầy ở bên Ấn Quang á, thì tất cả các Phật tử đạo tràng chúng ta về Ấn Quang. Nhưng bây giờ thầy về ở bên chùa Huy Nghiêm này á, thì tất cả các Phật tử mình kéo về Huy Nghiêm. Tức là các Phật tử đạo tràng mình kéo về Huy Nghiêm chứ. Tuy khi mà kéo về Huy Nghiêm á, thì những người á, họ có lòng đối với đạo tràng, với chùa. Cho nên có một sự đóng góp vô mà bây giờ đây mình có được cái chỗ tu như thế này. Thì Đức Phật A Di Đà cái khởi nguyên cũng vậy. Cho nên người nào muốn vãng sanh về tịnh độ đó, thì cái người này đó là phải có một cái tâm tu hành. Thứ nhất là tu ngũ giới thập thiện, cái thứ hai đó là siêng năng học kinh điển không biết mệt mỏi,
Cái thứ ba là gì? Thích làm cho người khác hưởng chứ không hưởng thành quả người khác. Tại mình hưởng của người khác thì mình mắc nợ, nhưng mà mình làm cho người khác hưởng á, thì mọi người mắc nợ lại mình. Thì quý vị thích làm chủ nợ hay thích làm con nợ? Thành ra chủ nợ thì mình đi tới đâu đó mình thấy cũng sướng hết. Họ thiếu nợ mình cho nên họ thấy mình, họ sợ mình, họ thấy người mình, họ kính trọng mình chứ. Còn mình thiếu nợ họ đó thì mình trốn, phải không? Mình trốn nhưng mà họ phát hiện ra được đó, thì nguy hiểm vô cùng. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta đó, mà cái người tu đúng pháp đó, để được Đức Phật A Di Đà tiếp độ vãng sanh về cực lạc đó, là nó như vậy. Cho nên chúng ta tu pháp hoa, chúng ta cũng tu tịnh độ. Tại chúng ta tu pháp hoa, chúng ta tu tịnh độ. Tại vì ta cũng tu năm giới rồi mười thiện, rồi chúng ta tiếp tục hành Bồ Tát đạo nữa, làm cho người khác hưởng. Thì bây giờ đó thầy nói là nếu Phật Di Đà không rước mình thì Phật khác cũng rước hình. Thầy chắc như vậy đó, phải không? Bây giờ đó, cái người giỏi nè, cái người tốt nè, cái người mà được việc này thì đi đâu cũng sống được hết. Còn chỉ có người dở, người dốt, người ăn hại, người ích kỷ, người tham lam, phải không? Người lười biếng á, thì chắc chắn ở đâu cũng không muốn rước mình tới, phải không? Lỡ mà nó ở trong nhà mình, nó là con mình mà cháu mình đi nữa, mà nuôi nó cũng bực bội nữa, phải không? Đó là trên bước đường tu. Cho nên tu về cái pháp môn tịnh độ thì đầu tiên là chuẩn bị cho con người mình có một cái tâm tịnh độ, rồi kế đó có cái hành động của tịnh độ. Cái tâm tịnh độ, cái hành động tịnh độ đó, thì Đức Phật nó tới đó thì bây giờ nó không về Tây Phương thì ở ngay ở đây cũng là tịnh độ. Nếu mà mình tu được cái phước như vậy thì ở đây cũng trở thành tịnh độ. Hay là Phật Di Đà không rước mình thì Phật Dược Sư cũng rước, phải không? Mà Phật Dược Sư không rước nữa thì Phật Di Lặc cũng rước, phải không? Tức là Phật nào cũng rước hết. Còn nếu mà lười biếng, tham lam, ích kỷ, hơn thua, tranh chấp thì thầy nghĩ không ai rước hết, không ai muốn rước cái này về hết. Cho nên là tất cả các Phật tử chúng ta bữa nay là ngày vía của Đức Phật A Di Đà, cho nên thầy mới gợi một số ý mà chúng ta suy nghĩ để chúng ta bước vào cái mùa gia hạnh của mình. Tại vì cái mùa gia hạnh của mình là khởi đầu là vía Đức Phật A Di Đà thành đạo, và kết thúc thì mùng 8 tháng Chạp, tức là Đức Thích Ca Mâu Ni thành đạo. Giữa hai Đức Phật này là chúng ta tu hành. Cho nên trên bước đường tu là ta luôn luôn nghĩ tới Đức Phật A Di Đà, hành trạng của Ngài trước, rồi chúng ta mới nghĩ tới Đức Phật Thích Ca thành đạo ngay thế giới này mà gần gũi chúng ta nhất. Kết hợp hai Đức Phật này lại để chúng ta tu hành thì chắc chắn có kết quả. Ta xin đứng dậy. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh nhiều thành.